Đây, hôm nay chợ chim cảnh đông lắm. Chợ chim cảnh kia chuyển sang bên chợ Đông Kinh, khách sạn Đông Kinh đối diện sang đông lắm rồi. Đây, khách du lịch bây giờ cũng biết đến rồi, cũng sang đây ngắm chợ chim cảnh. Đây. Đây. Hôm nay chợ chim cảnh cực kỳ đông luôn. Mọi người biết đến chợ này nhiều rồi, cho nên là mọi người mang chim ra chơi. Khách du lịch hay khách thập phương đến đây chơi chợ chim này rất là đông rồi các bạn này. Bên này bán cám chim có loại sâu rồng dế, còn ngay khu vực này là khu vực bán chim này. Ngay gần vào đây có gà rừng này, cu này, chả mào này. Đưa anh em đi tham quan vòng chợ chim này ngày hôm nay đông nghìn nghịt. Chả mào bấy lưới bấy đấu, có con bên này khá đẹp. Những chợ này rất nhiều chả mào chủ đạo, đa số chim gì cũng có. Hai con quế lâm ngũ sắc để mi ngũ gáy, đây là ngũ sắc này. Ngũ sắc khuyên khuyên xòe than chè lửa, chè than và chè lửa, sáo, đây là con chim hét xoan, đầu trắng, chà mào lửa, chà mào bông, sáo này, sáo vẹt. Anh Giang lâu lắm không đi ra. Ừ. Cả hai anh Giang luôn. Hai anh Âm Dương ấy. Hai anh đều tên là Giang ạ. À? À, đây á. Đây. Con của anh trước vào đây á. Ừ. Nhìn thấy chưa? Ừ.
Đấy, bên trái là âm, bên phải là dương này. Bây giờ cái chỉ cái hàng đuôi dài ấy, giờ bay đuôi dài. Con này còn vào cám rồi thì nuôi dế rồi. Chuối, con này Avi đẹp thôi. Avi rộng nhỉ. Nó có ăn chuối à? Ăn hết, chuối hoa quả ăn hết. Như giống kiểu chao mao nhỉ? Ừ, nó có ăn cả thịt nữa. Thịt cá ăn hết. Con này được. Con bạn chim phượng hoàng. Chim phượng hoàng. Phượng hoàng đất. Nó vẫn bay mà bà. Tên nó là thế. Tên nó là chim phượng hoàng đất. Không biết đọc à? Báo mua à? Trong mấy trăm đấy. Nhỏ rồi, bây giờ 600.000. Nuôi ra thả cho đẹp. Nó đang thèm cào cào lắm đấy. Con con chà mau. Thịt thứ bên ngon không? Không. Không thành ăn à? Không được gầy nữa, đã thêm một béo lắm. Gầy á? Con sọ này con. 200 một con. Gầy đó. 200 một con. Nó nhọn chưa? Nó nhọn nhọn đấy. 108 rồi. Gầy á? Con thịt cho không cả này nuôi